Hiện tại, trên video ngày hôm nay, em muốn đem đến cho bà con mình một sản phẩm vô cùng hiệu quả trong việc phòng trừ sâu bệnh, đó là Headstock 150SC, chuyên đặc trị sâu cuốn lá, sâu rụt thân và sâu vẽ bồ. Headstock 150SC được ví như một phát đạn, nhắm trúng và tiêu diệt tận gốc các loài sâu hại ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Với cơ chế tác động mạnh mẽ lên hệ thần kinh, sản phẩm khiến sâu hại ngừng ăn, sau đó bị tiêu diệt nhanh chóng. Nhờ vậy, cây trồng của bà con sẽ không bị tổn hại bởi sâu bệnh. Sản phẩm được đăng ký trừ sâu cuốn lá. Với công dụng nổi bật, giúp bảo vệ các loại cây trồng như lúa và rau khỏi sâu cuốn lá, ngăn chúng làm tổn hại đến bề mặt lá. Với các loại cây như ngô, lúa và mía, sâu đục thân gây ra thiệt hại nặng nề, sản phẩm sẽ giúp tiêu diệt triệt để sâu đục thân, bảo vệ thân cây khỏi tổn hại, loại bỏ hoàn toàn sâu vẽ bồ trên các loại cây ăn quả như cam, quýt và cà chua. Headstock 150SC là thuốc trừ sâu có tác dụng tiếp xúc, vị độc. Cơ chế mới nhất diệt sâu nhanh bằng cách ngăn chặn chuyển động thần kinh, khả năng tiêu diệt sâu hại tuyệt đối, kể cả sâu đã kháng thuốc. Thuốc làm cho tê liệt, ngừng ăn, không di chuyển và chết. Bà con muốn mua hàng, hãy nhanh tay để lại số điện thoại ngay bên dưới bình luận. Bên em sẽ có ngay đội ngũ kỹ sư nông học tư vấn và hướng dẫn đặt hàng ạ. Xin chào và tạm biệt ạ.